Xin chào mọi người, đây là cái vườn ươm cây nhà đam con được nuôi cái mô tại trang trại nắng ngoài gió và nhà máy VF. Số lượng cây đang đến hàng chục ngàn cây để chăm sóc trong nhà ươm, nhà màng phủ lý la. Hiện tại thì ở Ninh Thuận thì cây nho đam con mà canh tác theo hướng của cái mô thì rất là hiếm. Thì công ty thực phẩm Cánh Đồng Việt và trang trại nắng mưa gió đang đi đầu tiên phong trong cái mảng cái mô nho đam để nhân giống với số lượng hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu cây. Đây là những cái nho đam con được mới trồng đây. Chậm trong khay, mỗi khay là 32 ô. Như khu vực này là hơn tầm 1.800 cây vào ngày 15 tháng 12/1 năm 2022. Chủ tủ thì chúng ta sẽ bứng qua và trồng vào khu đất. Tại là đang tưới nước. Và kết hợp với một số nguyên lượng khoáng để cho cây nó tốt này. Ngoài ra chúng tôi cũng đang thiết kế hệ thống phun sương, phun từ trên cao phun xuống này. Và trời nắng chúng ta phun hệ thống này. Và khi phun xịt thuốc thì chúng ta phun bằng máy. Bình xịt pha loãng với tỷ lệ phù hợp và chúng ta sẽ phun xịt dưỡng cây con đủ khỏe, chúng ta sẽ trồng ở ngoài môi trường. Đất đã được lên luống cải tạo dẫn tới chuẩn hóa cái quy trình trồng nho đam với công thức chuyên biệt của công ty GC. Trời ngoài đang mù chuẩn bị mưa. Bếp quay phun mưa. Rồi, xin chúc mừng và chúng ta sẽ theo dõi cái hành trình phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại trang trại nắng mưa gió, ứng dụng sinh vật bản địa vào trồng cây.